Ôi, loét như thế, băng như thế luôn á. Vì hoài tử đúng không? Đây là băng cho một khẹt xấu này. Ồ, chắc là cái chỗ này là nó hơi loét. Thổi, thổi thế mà. À. Như cắt như kiểu mà không đau nữa mà. Hả? Không đau nữa mà. Ồ. Như hộp thô giáo cắt khẹt không đau nữa mà. Dạ? À, nói chung nó bị về nhớ rồi chứ mà vẫn nói cho con cái đầy đủ. Con người rất là thật ra là chiến năng cần cù, đảm mưa như làm hết. Vâng. Thì xây quanh năm vành chuột cảm chứ không có ngày mới nghỉ vẫn. Vâng. Ngồi đó đen điều rồi. Đất là mãi từ cái chỗ nhà xanh xanh được từ nhà xanh đó mà đi lại tận đằng này. Ôi dồi ôi. Một cái gia đình mà có một cái chiều dài đất và là một cái diện tích đất mặt tiền dài mênh mông bát ngát, nhưng mà bây giờ phải gán hết rồi, phải bán hết rồi, bán lại cái nhà sau đó. Vâng, quý vị thân mến, hôm nay thì Khánh đang có mặt ở tại khối 3 thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Trong những ngày vừa qua thì Khánh nhận được nhiều thông tin từ những vị khán giả theo dõi chương trình của Khánh, có chia sẻ với Khánh về một cái câu chuyện rất là, phải dùng cái từ là rất là đau lòng, thương tâm, thương tâm. Dạ. Đến nỗi rằng là phải phải cần đến cái sự cứu hỏi của chính quyền địa phương. Đó, và thấu luôn đến xuống cả mãi dưới chỗ văn phòng huyện ủy luôn. Dạ. Mặt trận của huyện. Mặt trận của huyện luôn. Đấy. Thì đây là một cái câu chuyện mà Khánh được biết là trong một cái gia đình là một cặp vợ chồng có hai người con. Đấy, vợ thì làm cái nghề là bán rau à? Bán rau. Chờ bán rau. Bán rau phải chờ. Mà không biết lý do vì sao là bị nhiễm HIV. Đấy. Rồi là lây sang cho cả chồng. Chồng là đứa con rau. Và đứa con vượt và đứa con thứ hai cũng bị nhiễm HIV nữa. Đấy, và được một thời gian ngắn thì chị ấy đã không qua khỏi, để lại cho chồng mang một cái căn bệnh xã hội mà thực sự là rất là nhiều người, nói chung là cộng đồng là người ta xa lánh, kiểu đôi khi phải dùng cái từ là xa lánh ngày tiếp xúc. Đấy. Thì hàng ngày là cái người đàn ông gà trống mang bệnh HIV này là vẫn làm cái nghề thợ xây. Dạ. Và bây giờ không may là bị tai nạn, nằm liệt tại chỗ rồi. Hộ thân như thế, nguồn thu nhập thì không có, lại liệt một chỗ, lại mang cái bệnh xã hội nữa, rất là đáng thương. Thì bây giờ Khánh mời quý vị chúng ta sẽ đồng hành cùng với Khánh, cùng với chú Màu. Chú Màu là khối trưởng ở đây. Chúng ta vào chúng ta thăm hỏi một chút chú này, xem có giúp được gì không. Dạ. Dạ. Chỉ có cái khăn đó là được rồi bác, cái khăn là được rồi. Chạy qua thì dạ. Cho mình một tí lên đấy. Một tí đấy. Em chào anh Trung. Dạ. Vâng. Anh khỏe không? Vâng, khỏe. Hả? Vừa hả? Dạ. À. Dạ dạ, chào. Chào bác. Dạ. Này, như anh ấy ra đình viên đi việc, như anh ấy ra đưa đi rồi đó. À, nhờ con lấy cái mic tí thì bác nào con trò chuyện đi đâu. Đây là hàng hay là anh em ruột à? Hàng xóm à? Chứ không phải anh em ruột à? Dạ. Bạn bè với nhau. Chào anh Trung nhá. Dạ. Em để cái mic em trò chuyện với anh một tí hát. Dạ. Dạ. Em giới thiệu với anh Trung, em là Khánh. Dạ. Dạ, em làm cái chương trình từ thiện đấy. Dạ. Kết nối các nhà hảo tâm để giúp đỡ những cái hoàn cảnh kém may mắn. Yeah. Vâng. Hôm nay thì chúng em được bên chỗ địa phương, rồi rất là nhiều người theo dõi chương trình của em là có chia sẻ. Yeah. Có nói rằng là có một cái hoàn cảnh ở khối 3 thị trấn Xuân An chúng ta. Dạ. Yeah. Yeah. Là một cái trường hợp rất là đặc biệt đáng thương. Trong một cái hoàn cảnh gia đình là kém may mắn. Dạ. Yeah. Vâng. Vợ thì cũng không may qua đời sớm,
Một mình anh nuôi hai con mà bây giờ không may là vừa rồi là nghe nói là bị tai nạn. Nằm một chỗ này chúng em thấy rất là tội nghiệp. Nên đến thăm anh Trung một tí anh ạ. Vâng. Anh bị làm sao mà đến nông nỗi này? Bây giờ nằm một chỗ như thế này. Đi làm này bị bổ. Đi làm gì? Đi xây dựng. Đi xây dựng này bổ hả? Dạ. Làm thợ xây à? Làm thợ xây. Bổ từ tầng mấy xuống? Tầng 3. Bộ từ tầng 3 xuống luôn. Dạ. Bộ tầng 3 xuống. Bị gầy, bị gầy xương sống. Hả? Bị xương sống. Bị gầy cột sống à? Dạ. Gầy chân. Gầy chân. Rồi, quý vị chúng ta nhìn. Dạ. Chân... Liệt đấy, nói chung là liệt. Giờ là liệt rồi hả? Giờ bị liệt hẳn. Dạ. À, cái... như giá chân là liệt đấy, mà sau mông nó như cắt số quẹt số đi. Thực sự là với một cái người đàn ông đang khỏe mạnh mà bây giờ không may là xảy ra cái tai nạn rủi ro như thế này, nằm một chỗ như này thì thực sự là rất là khó quá, làm tội rất là đáng thương quý vị, rất là tội nghiệp vô cùng. Cái đầu thì đang rất là tỉnh táo nhưng mà khi mà Khánh bước chân vào đây, bộ phận sinh dục của anh ấy phải thông tiểu và để tơi hơi như vậy, để trống không một chiếc khăn mà đắp lên như thế, thì thực sự là Khánh nghĩ rằng là anh cũng rất là chán, không còn quan tâm đến cái sự như rồi, như bề ngoài sĩ diện cái điểm biến. Dạ. Làm giả tiếng khổ đi trở ngồi. Dạ. Phải xông tiểu này quý vị, chúng ta nhìn thấy đây. Phải xông tiểu. Đó. Xong một cái ống quẹt xấu luôn. Một cái ống dắt vào trong chỗ bộ phận sinh dục. Xong rồi nước nó chạy ra này. Đó. Khổ thế đấy, bây giờ nằm bí này rồi. Thời gian nằm viện có lâu không? Nằm viện 4 tháng à? Nằm viện 4 tháng à? Dạ. Em về được mấy tháng rồi? Về được 2 đợt rồi. Về 2 đợt rồi. 4 tháng về 2 đợt, về đây phải đi, về đây phải đi. Về là đi, về là đi. Bây giờ là đang cứ nằm như này, nằm cái nệm nước như này, nhưng mà sau lưng, sau mông có bị loét liếc gì không? Loét hết, loét cả toàn bộ. Loét cả toàn bộ rồi. Ừ, cả hai bên mông loét. Ôi giời ơi. Có khỏe rồi. Thổi mà. Thổi luôn ạ. À. Mà cũng nó chú thử quay gì? Quay sau lưng con coi thử. Để ta đỡ nó không? Không giờ nhỉ. Để cho mọi người chúng ta nhìn thấy nó. Anh quay một trống nhá. Chúng quay cái cơ thể này. Chúng quay một trống rồi nhá. Anh quay một trống. Còn cứ em cứ để chúng ta nhé. Cứ để đấy cho em rồi. Ôi giời ơi. Ôi giời. Ôi giời ơi, trời ơi. Được rồi. Ôi, loét như thế, băng như thế luôn á. Vì hoài tình đúng mà. Đây là băng cho một phẹt xấu này. Ồ, chắc là cái chỗ này là nó đấy, loét. Thổi hết đấy mà. À. Như cắt như kiểu mà không đau nữa mà. Hả? Không đau nữa mà. Ồ. Như hộp thô giáo cắt phẹt không đau nữa mà. À. Tức là thổi dần dần. Đoàn này là thổi có một cái như cái bát. Thổi dần dần. À. Rồi cái bát nó nhỏ lọt trong. Dạ. Hai cái chân này là bây giờ là không biết một cái gì không đâu. Không có cái gì. Mà cái đoàn này là... Ủa như thế này thì mỗi một lần mà đi tiểu tiền, à, đi đài tiền thì làm sao tiểu thì xong rồi, nhưng mà đài tiền từ đầu luôn nên đã đỏ lên hầu đi thôi. Đi không biết mà. À. Tiểu tiền là không biết. Đã đỏ đấy chứ. Tiểu tiền là cũng... ra, từ ra sau đó là mình giòn lắm. Ồ. Năm sau mới biết được. Con cháu anh em mà ba già ba mẹ đó. À. Ba mẹ cũng yếu rồi. Cái chủ đây. Đây là hoài từ bao trống đấy đấy. Nhưng chúng chưa cho vào khát lắm biết đâu nữa. Dạ. Tội nghiệp thế cho nên. Em làm lại đi, 5-1 nhá. Thôi lắm. Làm giải thế cho nên. Căng quá mà bây giờ hoàn cảnh gia đình thì như thế nào à? Chú Mồng này, ta đứng đây chú cháu mình cảnh báo cáo chú là... cảnh đi báo cáo với chú là đây hai đứa con à? Hai đứa con. Một đứa sau là cháu sau thì cũng đứng này chứ mà nói thật sự là cũng đi bên châu nữa. À, đứa sau. Lâu chưa nghe tiếng của chú đấy. Mà bị bệnh rồi nên là con cái gì thì anh đâu á? Thì đi lấy vợ mới ở bên Nhung mới đấy. Dạ. Rồi chúng chăm sóc chỉ bữa cái ba mẹ rồi, ba mẹ ra rồi đó. Mới ra chồng lang anh em để nhau mình nhau. Dạ. Có một đứa con trai đầu nhưng mà nghe nói là cũng không đúng là không từ bố mất gì cũng ngỏ ngang chứ ta có bố bị gì thật anh có nhầm ngỏ chứ
Thế còn đứa sau là năm nay mấy tuổi? Sau thì cũng như sinh 50. Năm mấy vậy chú ngay? 15 tuổi, 16 tuổi đó. Ừ. To rồi. Nhưng mà cũng bị bệnh giống... Nhưng mà người người cũng coi cót rồi. À. Cái tính cách chứ cũng được bình thường nữa. Đó là bây giờ là bà, tức là mẹ của anh Trung là chăm anh Trung. Mẹ Trung, cái mùi ba đấy chắc quả. Bà đi đâu rồi? Bà ngồi đó. Rồi bà vào trò chuyện với bà tí nè. Bà cùng chồng gây đi, nói ba, nói ba, tí ba cái chồng gây đi. Ba là bán mấy cái gói thuốc lá ở trên riêu cái trực ổn đấy. Vâng. Cũng có, cái riêu cũng có cái chế độ chứ cả. Ba cũng không chế độ chứ cả. Cái hồ nghèo gì à, thuộc diện hồ nghèo của khối đi được được cái bảo hiểm không ấy đâu. Vâng. Nghe chú Mầu lúc nãy bảo là đất thì dài mênh mông nhưng mà bán hết mới xây được cái nhà này đấy. Xây được cái nhà đấy, vì cái nhà đấy mà có đi xây cái nhà chứ lấy cái mà xây. Đây là bà hả? Mẹ đó, mẹ đó. À. Con chào bà nhá. Vâng, chào chú. Dạ, con chào bà. Vâng. Vâng. Con giới thiệu với bà, con tên là Khánh. Phải, à, biết đó, bà Huy Khánh thì biết đó, mời bên trên nhắc cậu nhắc. Ồ, có biết Hà Huy Khánh đó? Biết, biết. Ồ. Biết nhiều thôi. Vâng. Thiếu chứ. Dạ, đấy, thì hôm nay con được nhiều người chia sẻ. Vâng. Dạ, trong đó thì cũng có các chú, các bác làm trên chỗ địa phương ấy, chính quyền ấy. Hôm nay thì có chú Bác Mầu dẫn đến để thăm hỏi anh Trung. Thấy cái hoàn cảnh là rất là tội nghiệp, vợ mất sớm, một mình nuôi hai con, rồi trong người lại mang bệnh xã hội nữa. Mà bây giờ không may đi xây lại rơi dàn giáo, rơi từ trên tầng 3 xuống như này thì tội nghiệp quá. Thế bây giờ thì anh nằm như này rồi thì bà chăm anh à? Vâng, nấu ăn chăm anh. Nấu ăn chăm, rửa mông rửa đít cho anh đấy. Rửa mông là có bác sĩ sáng. À, có bác sĩ đến. Bác sĩ đến. Dạ. Thế rồi tiểu đút cho anh. Thế anh à, như nghiêng lại ăn chứ mà có cái đi tiểu đi chạy là ba phải hốt ở văn cho nó có nghiêng lại ăn được. Không phải đút. Nghiêng lại đây múc cái đấy. Không ăn chứ mà ăn thì được rồi thấy cơm ăn. À. Ăn thì nó canh nó chấm như được thôi. Chứ nó cơm không ăn mấy. Uống tí sữa. Uống tí sữa. Sữa. Thế là cái chanh đi mà cắt ra đây nằm với đường ăn rồi đó. Dạ, sữa dạ. Kiểu rồi nó chứ nó ăn không ăn mấy. Vâng. Ăn thì được cái canh như được thôi. Dạ. Thế rồi anh em thì có đông không? Tức là bà anh đẻ em, ra được mấy người con? Dạ bốn, cảm ơn chủ cho bốn người, ba gái một trai, một o đi ngoài Trần Châu ạ. Dạ. Một o thì ở ngoài Khôi Hải, một o Khôi Bài Châu, thỉnh thoảng anh đi làm mà thỉnh thoảng cũng lên, tụi anh lên, bên ngoài anh lên. Gia đình các em, các chị của anh Trung à, đó, có khá giả để hỗ trợ cho không, anh Trung? Nó có mà nghèo sơ chùa. Nghèo sơ á? Nghèo sơ cả, nghèo hết. Hồ nghèo hết. Sao mà ở thị trấn mà lại hồ nghèo? Cái hồ nghèo một chị ngoài này thì một con đại học tới một thằng để nuôi hai đứa thì hồ cần nghèo nè. Thế một trời kia o giờ nữa thì cùng hồ cần nghèo nè. Nghèo hết. Cha mẹ có thì con có, bên dưới cha mẹ cái cực khổ chứ con khổ. Nghe bà kể mà cũng rất là thương. Trước khi Khánh đến đây thì Khánh cũng gọi điện cho Bác Mầu đây là trưởng khối phố đấy. Cũng nói rằng là một cái hoàn cảnh mà rất là đáng thương, rất là nghèo, anh chị em rất là vất vả. Vất vả. Cho nên là bản thân anh Trung nằm liệt như thế này, bây giờ không có cái nguồn thu nhập nào, mà hàng ngày thì vẫn phải thuốc. Cái thuốc, vẫn phải chăm sóc. Cho nên là rất là mong được mọi người có thể chia sẻ. Thì hôm nay cháu đến thăm anh Trung một chút. Tội nghiệp. Cảm ơn. Dạ, con trò chuyện với anh Trung một tí. Vâng. Vâng. Anh Trung là nằm như này là được mấy tháng rồi đấy nhỉ? Dạ, 4 tháng rồi. 4 tháng rồi à? Dạ. Trước là bị bệnh xã hội như thế nhưng mà anh vẫn đi xây, đi làm bình thường á? Con đi làm lao động bình thường. Dạ. Còn lao động bình thường nữa. Dạ, vẫn lo lắng cho con cái. Từ đâu đến đuôi. Dạ. À, nói chung nó bị bệnh nhá rồi chứ mà vẫn lo cho con cái đầy đủ. Cũng đúng à. À, bị bệnh nhưng mà vẫn lo cho con cái đầy đủ hả? Dạ. Vâng. Rồi hôm nay đi làm trật chân nó bị... Rồi anh đi làm anh cầu thả quá hay là do cái dàn giáo người ta làm không chắc? Do họ làm cái phép ăn gầy đột xuất quá cũng bự mua được ạ. Một mình anh rơi hay có ai rơi được không? Không, một mình ạ.
Là đi xây đó là mình đi xây cho tư nhân hay là có công ty ở nào bên ở đó? Nhìn vô công ty, nhìn công ty. Làm qua anh Thâu. Nhìn qua anh Thâu. À, thế rồi họ. À, thế là mình đi làm thầu này là thầu đó, thầu công ty họ có hỗ trợ được cho mình tí gì không? Được vài ba triệu rồi, tư được rồi chứ lo. Họ đưa cho hàm 2-3 triệu đó, tư báo 1 triệu đó là từ đợt nữa dưới là họ có ngõ do mấy mô. Ừ. Họ đi mất tán luôn thấy họ ngõ do mấy này cả. Dạ. Chán thế, thế bây giờ đi. Bây giờ nằm như này rồi thuốc men rồi ăn uống hàng ngày thì ai chu cấp tiền cho? Thuộc men thì cứ một lần cứ lấy là 17-20 triệu tiền thuốc thôi. Có bác sĩ bên tế tháng này lấy hết tiền lấy gì? Ừ. Nhưng tiền... mà tiền lấy đâu ra mà có được để mà lấy thuốc? Tiền thì nhiều khi là ta xin hả? Xin cấp nơi để như đi xin anh em đây. Ở đây có người ở chỗ đôi đông được bắt đầu góp lại đây. Ừ. Bắt đầu đi mua thuốc, cũng chả mua gì đi mua thuốc. Rồi hết thuốc lên gì? Ừ. Yeah. Bác sĩ một lần là cứ vô chuyên là phải mỗi 7 giờ 17 triệu tiền 17 triệu tiền thuốc mới chuyên được. Dạ. Chứ chửi 17 triệu tiền nó họ mua được để mà nó. Vâng. 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 Giờ nằm thế này 4 tháng rồi, giờ anh có nguyện vọng gì nói em nghe nào. Sao em Khánh có thể kết nối các nhà hảo tâm chia sẻ giúp đỡ gì được cho anh không? Thì năm đi thì mong mỗi nhà hảo tâm thì nhiệt tình giúp đỡ cho có mà cho có được viên thuốc á. Viên thuốc viên tháng này để mà điều trị cho chồng khỏi để về mà một mà có thể được là anh đi lại được thì để làm ăn mang đi lại thì ngồi trên chiếc xe lăn để mà nữa tôi nghe chứ còn năm mai đi thì năm liệt năm mai đi thì chỉ chán lắm thì dạ, buồn lắm hả chán liệt như hơi đó. Vâng chán thế dạ đông được mua tên lửa tên á khi mà chúng ta nói đến là những người mà bị bệnh nhiễm HIV đấy quý vị dạ. Bệnh xã hội đấy thì đâu đó là chúng ta thường nghĩ đến những người mà ăn chơi đấy, những người mà chơi bời nhưng mà chúng em nghe chỗ bác trưởng thôn đó là vợ của anh ngày xưa chị cũng là người làm bán rau thôi mà không biết là không may lý do sao bị nhiễm HIV để rồi dẫn đến là anh rồi con cũng bị rồi tội nghiệp thế này. Dạ thì quá trình một thời gian thì hai vợ chồng là sinh được một đứa con thì hai vợ chồng là lấy lý gì nhau rồi vợ về bên ngoài ở bên ngoài rồi chồng ở bên kia cuối cùng quay lại là sinh đứa thứ hai là bị luôn chứ không có cái vấn đề gì cả cũng chơi nhồi mà không chơi chi cả anh ấy đi làm mà thế à. Cũng biết là mình lây từ nguồn nào á cũng biết mà cũng chơi nhồi cả bình để thường mà đấy. Chơi nhờ để mà biết mà lấy chứ bắt đây cũng chơi nhờ chứ mà để mà biết và cho nên là trong cuộc sống là chúng ta cần phải đề phòng cái việc không chỉ là những người mà ăn chơi trác táng những người mà tiêm chích các kiểu mới có nguy cơ bị những cái căn bệnh xã hội mà thậm chí là bất kỳ ai trong xã hội cũng có thể bị đấy, cũng có thể bị những cái căn bệnh như vậy, bị lây nhiễm, cho nên là chúng ta cũng cần phải cẩn thận. Và ngày hôm nay bạn thân gia đình anh Trung ở đây cũng là một câu chuyện rất là đau lòng, rất đáng thương. Đã bị bệnh như thế rồi, bây giờ lại còn bị tai nạn. Đi xây là bị tai nạn, bây giờ nằm một chỗ này, lở loét khắp nơi. Đáng thương quá. Hôm nay ấy, em đến đây và thấy cái hoàn cảnh của anh như thế này chúng em cũng thấy rất là thương anh ạ. Dạ. Trụ cột gia đình mà bây giờ lại nằm một chỗ này thì thực sự là em biết là cái nỗi lòng của anh là nặng vô cùng luôn. Dạ. Dạ.
Đấy, tuổi mình thì chưa phải là quá cao, sinh năm 73 phải không? Dạ. Tuổi trâu, năm nay mới chỉ có là 50 tuổi thôi. Đó, đang rất là trẻ mà bây giờ là mình là phải nằm một chỗ này, bất lực, tất cả mọi thứ phải phụ thuộc. Mà lại phụ thuộc mẹ già nữa chứ. Mẹ lại đi còng rồi, không làm được gì nữa. Đáng tầm tuổi này là mình lại có cơ hội để mình báo hiếu. Mình phụng dưỡng mẹ, nhưng mà bây giờ mẹ lại chăm sóc ngược lại mình nữa, mình cảm thấy đau lòng quá anh à. Dạ. Chúng em rất là thương. Thì hôm nay thì đến đây thì em thay mặt cho các nhà hảo tâm đồng viên cho anh ít viên thuốc anh nhá. Vài hộp sữa. Bây giờ cũng chẳng phải biết phải nói cái lời gì để cho cái tâm trạng của anh cũng như là cái nỗi đau trong cái thể xác của anh nó vơi đi được. Mình phải chấp nhận anh ạ. Cuộc sống bây giờ như thế rồi, bây giờ thì mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh ai cũng mong muốn được may mắn, được khỏe mạnh. Nhưng bây giờ cái số phận của mình nó đen đủi như thế rồi thì cũng phải nghiến răng thôi, biết làm sao được. Bây giờ mình cứ nghĩ lạc quan đi. Dạ, anh ạ, mình cứ nghĩ lạc quan đi để cho những cái ngày tháng mà mình nằm trên giường bệnh như thế này nó không phải là những cái giây phút mà mình chán nản, mình buồn. Mình cứ suy nghĩ tích cực đi, anh nhé. Đấy. Mình cứ nghĩ rằng là thôi bây giờ đây là cái kiếp nạn này mình gánh để cho con cái của mình nó được may mắn hơn, mình cứ nghĩ như vậy đi. Đó, bởi vì cái tình thương yêu của cha dành cho con là rất lớn thôi, mình cứ nghĩ như thế để cho nó vơi đi cái nỗi buồn, cái nỗi đau trong cái thể xác của mình nhá. Đấy. Hôm nay em đến đây thì em đến đây thì cũng không có gì nhiều đâu anh Trung ạ. Dạ, em thay mặt các nhà hảo tâm đồng viên cho anh ít tiền nhá. Như lúc nãy em nói là vài viên thuốc, ít hộp sữa. Anh ăn thích ăn gì thì nói với mẹ. Nói với con cái thì nó mua cho nhá. Vâng, đây anh. Em cảm ơn các nhà hảo tâm giúp đỡ. Anh còn tỉnh táo để có thể đếm được tiền chứ? Đầu mình vẫn tỉnh táo chứ? Đâu còn tỉnh táo chứ? Chỉ có là cứ ngang mông rồi chủ thôi. Lần liệt hoàn toàn á. Tiểu tiền đại tiền gì không biết. Không biết. Từ chạy ra thế. Ăn từ chạy. Vâng. Thì đây hôm nay em thay mặt các nhà hảo tâm chia sẻ với anh, đồng viên anh 10 triệu đồng. Nhá. Anh có muốn ăn uống gì nói với mẹ, nói với con mua cho nhá. Cảm ơn các anh nhà hảo tâm mà. Tình đều. Thế thôi nhá, anh nghỉ ngơi nhá. Em về nhá. Vâng. Tí cất tiền xong đưa cho bà cất cho hết. Bà nhá. Cảm ơn những cái tao mong hỏi tấm của chủ nhá. Vâng. Chúng con cũng chỉ có những cái lời động viên như vậy thôi. Bóng bầu này. Đại diện cho bà báo cáo chúng nhá. Đại diện cho tổ dân phố. Cảm ơn chương trình ạ. Mà cũng mong chương trình tiếp tục để mà không anh chúng và những người khác nữa. Gia đình anh chúng thì chú vào là thấy là cái hoàn cảnh quá rồi. Rất cảm ơn, nhưng mà mình được kết nối cho với đến thành phần những nhà hảo tâm đến toàn được đây. Ai ủng hộ thì trước mặt là xin cảm ơn. Thay mặt ban lãnh đạo tổ dân phố cảm ơn. Hôm nay đến đây thì thấy là rất là đông bà con lối xóm cũng đến đây để thăm nom, ai cũng thương cho hoàn cảnh của anh Trung cả. Chào bà, con chào ông nhá. Thế thôi bà nhé, con về nhá. Khánh cũng xin khép lại chương trình ở đây. Cảm ơn quý vị, những nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với Khánh. Cảm ơn các quý vị khán giả đã theo dõi video, và trong cái video này cũng rất là mong nhận được những lời nhận xét, những lời cầu nguyện của quý vị để giúp cho anh Trung có thêm được cái sức mạnh để vượt qua cơn đau của mình thật quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào tất cả quý vị.
Yeah.